Vào 24 tháng 8, Nhật Bản tiến hành xả 1,3 triệu nước thải hạt nhân đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima Daiichi qua một cống ngầm dài 1 km ra biển Thái Bình Dương, gây ra một làn sóng chỉ trích từ nhiều quốc gia và ngư dân. Nhà máy Nhật sẽ thải tổng cộng 7.800 tấn nước ra biển trong 17 ngày tới. Đây là đợt xả thải đầu tiên trong 4 lần xả được lên kế hoạch trong năm 2023, dự kiến xả 31.200 tấn nước. Nhật Bản tháng 3 năm 2011 hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị phá hoại, các hệ thống làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân hư hỏng hoàn toàn, khiến nguồn nước bên trong bị ô nhiễm nặng bởi chất phóng xạ cao. Sau đó nhà máy đã bơm nước vào các lò phản ứng, để làm nguội các thanh nhiên liệu của lò phản ứng, khiến nước đó nhanh chóng bị ô nhiễm hạt nhân nặng. Nó đã biến các vùng dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ, cho đến ngày nay nhiều nơi 10 năm sau con người vẫn chưa thể sinh sống trở lại, nước ngầm cũng đã thấm vào khu vực này và một phần cũng bị ô nhiễm. Tokyo và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết nước sẽ được xả từ từ trong nhiều thập kỷ, lượng tritium giải phóng ra biển sẽ vào khoảng 5.000 tỷ BQ. Tranh cãi xảy ra do một nguyên tố phóng xạ của hydro gọi là tritium. Quá trình xử lý nước thải của Nhật không loại bỏ được carbon 14 và tritium, vì không có công nghệ để làm điều đó. Thay vào đó, nước này được pha loãng. Hôm 25 tháng 8, TEPCO cho biết các mẫu nước biển được lấy vào chiều 24 tháng 8 cho thấy mức độ phóng xạ nằm trong giới hạn an toàn, với nồng độ tritium dưới 1.500 BQ trên L. Tổng Giám đốc IAEA, Rafael Mariano Grossi tuyên bố nước thải bị ô nhiễm khi qua xử lý an toàn, để uống hoặc bơi lội. Nhưng không phải ai cũng đồng tình rằng xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý là phương án tốt nhất. Nếu nước thải hạt nhân đã qua xử lý của Nhật Bản an toàn, tại sao nó không được dùng để làm nước uống, dùng trong cuộc sống, hoặc dùng cho các bể bơi như tuyên truyền, cho nên nhiều hoài nghi càng dấy lên trong cộng đồng quốc tế. Tác động lâu dài của việc xả nước thải nhiễm hạt nhân ra biển đối với môi trường biển và an toàn thực phẩm cũng không phải là điều mà IAEA có thể dễ dàng kết luận. Nhà khoa học Kenway Seller, Viện Hải dương học Woodhull Mỹ cho rằng Nhật Bản nên giữ nước bị ô nhiễm trên đất liền. Quốc gia nên sử dụng nước này trộn vào bê tông để cố định nó. Các chất ô nhiễm khác không phải là tritium có thể bị hệ thống xử lý của Nhật bỏ sót, tích tụ gần bờ theo thời gian. Seller cảnh báo các vùng gần bờ của Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng về lâu dài do sự tích tụ các dạng phóng xạ phi triti. Điều này cuối cùng có thể gây tổn hại cho loài người. Son Mooney, chuyên gia hạt nhân cấp cao của Greenpeace Đông Á, cho biết tritium có thể có tác động tiêu cực trực tiếp đến thực vật và động vật nếu ăn phải, bao gồm giảm khả năng sinh sản và tổn thương cấu trúc tế bào, bao gồm cả DNA. Hiệp hội thí nghiệm hàng hải quốc gia Mỹ đã đưa ra tuyên bố cho biết dữ liệu của Nhật Bản không thuyết phục được họ. Nhà sinh vật học biển Robert Richmond từ Đại học Hawaii, nói với BBC, chúng tôi thấy đánh giá tác động sinh thái và phóng xạ không đầy đủ, khiến chúng tôi rất lo ngại rằng Nhật Bản không những không thể phát hiện những gì đang xâm nhập vào nước, trầm tích và sinh vật, nhưng nếu có thì không có cách nào để loại bỏ, không có cách nào đưa thần đèn trở lại trong chai. Trung Quốc đã công bố lệnh cấm thủy sản từ Nhật Bản. Người dân Nhật, Hàn biểu tình phản đối việc xả nước nhiễm xạ. 62% người Hàn Quốc cho biết họ sẽ cắt giảm hoặc ngừng tiêu thụ hải sản Nhật.